Thế thì đây là cái nội dung mà bao gồm ở trong cái bài giảng của chúng tôi, nó sẽ kéo dài khoảng 30 cho đến 45 phút. Để các bạn cố gắng lắng nghe để chúng ta nắm được một số các cái key thôi. Thế thì chúng ta biết là năm 2010 ấy, đây là một trong những cái thay đổi cơ bản, bởi vì có rất nhiều chuyên gia đầu ngành về tim mạch, về hồi sức, rồi về cấp cứu, người ta ngồi với nhau để người ta ra một cái guideline là cấp cứu ngừng tuần hoàn như thế nào thì tốt cho bệnh nhân. Thì đơn giản là quả tim nó ngừng lại thì chúng ta phải ép cho nó đập, phổi không thở nữa thì chúng ta phải làm sao cho phổi nó thở. Và trên phim chúng ta hay thấy là đúng không ạ, tay thì ép, mồm thì áp vào và làm sao cho thông khí được cho bệnh nhân, với kỳ vọng là cứu được bệnh nhân thôi, đúng không ạ? Thế thì cho đến năm 2015 người ta cũng ra một cái guideline khác, thay đổi toàn diện các cái cách tiếp cận. Bởi vì rõ ràng bệnh nhân ngừng tuần hoàn ở trong bệnh viện, nơi mà chúng ta có đầy đủ các thiết bị để có thể tiến hành cấp cứu một bệnh nhân, hoặc là để theo dõi bệnh nhân với cả một cái môi trường bên ngoài, chỉ đơn giản như thôi là ngay ở bệnh cổng bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, chúng ta chả có cái gì cả, bệnh nhân ngừng tuần hoàn đấy chúng ta làm gì. Vậy thì cách tiếp cận năm 2015 nó đã thay đổi như vậy, làm thế nào để cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện đạt được cái hiệu quả tối ưu để cứu số bệnh nhân. Thì đây cũng là một trong những cái thay đổi rất là lớn trong cái chuyên ngành cấp cứu. Vậy thì đây là cái hệ thống phân loại và cái mức độ chứng cứ thì thôi, cái này ta đọc tất cả các guideline nó đều có, cái phần này tôi xin phép bỏ qua. Vậy thì năm 2015 thì người ta đánh CPR nhé, thì các bạn đấy là cấp cứu ngừng tuần hoàn, là hồi sinh tim phổi. Năm 2015 là cái bản rất là khác biệt, bởi vì khi chúng ta bắt đầu tiếp cận với ngừng tuần hoàn, chúng ta sẽ khởi động cả một hệ thống, cả một bộ máy, chứ không chỉ đơn giản là ép tim và thổi ngạt. Tôi nghĩ là tôi cần một cái gì đó. Như vậy, để làm sao bắt đầu cấp cứu ngừng tuần hoàn, để làm sao chúng ta giảm thiểu cái thời gian mà chúng ta cho bệnh nhân nhận được lần ép tim đầu tiên, thì cái đấy cũng vô cùng quan trọng, bởi vì thời gian phát hiện cho đến khi thời gian bệnh nhân được ép tim, nó sẽ quyết định cái chất lượng của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Vậy thì làm thế nào để đánh giá bệnh nhân có ngừng tuần hoàn hay không? Ở đây, những ai đã từng cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn rồi ạ? Bao nhiêu người đã từng cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn rồi? Chứ tỷ lệ ở đây chỉ có 1/3 thôi à? Hơi ít. Chắc là các bạn vắng thì cấp cứu ngừng tuần hoàn nhiều hơn các bạn đi học đúng không? Thế thì tôi nghĩ là cũng hơi ít. Các bạn cũng nên tham gia cấp cứu ngừng tuần hoàn cùng với mọi người, chứ đừng có đứng xem nhé. Thế thì để đánh giá bệnh nhân có ngừng tuần hoàn hay không thì chúng ta phải đánh giá chi giác. Bệnh nhân mất ý thức. Thứ hai, bệnh nhân có thở hay không thở. Và thứ ba, bệnh nhân có bắt mạch, có bắt được hay không bắt được. Thế chi giác mình đánh giá thế nào? Thôi nhé, không cần phải đánh giá là bệnh nhân đánh giá chi giác thế nào. Đơn giản là họ gọi hỏi có biết không, đúng không? Lay dậy có tỉnh không? Không thì đánh giá là bệnh nhân hôn mê. Vậy thì thứ hai là nhịp thở, bệnh nhân có thở hay không? Làm thế nào để biết bệnh nhân có thở hay không? Chúng ta có bao giờ đánh giá xem bệnh nhân có thở hay không không? Nghe tưởng chừng như đơn giản đúng không? Khi mà bệnh nhân tần số thở quá chậm, ví dụ như 8, 6 lần một phút, thì chúng ta có đánh giá là bệnh nhân ngừng thở hay không? Thì đây thực sự là một câu hỏi đấy. Bởi vì khi mà chúng ta thở còn nhanh hơn bệnh nhân thì chắc chắn việc chúng ta có đánh giá bệnh nhân thở hay không rất là khó. Trong kinh điển ấy thì người ta cầm cái gì ạ? Một là một cái bông, hai là cái gì, kính mờ, đúng không? Như kính soi tai mũi họng chẳng hạn, nếu để mũi bệnh nhân này vẫn còn mờ thì chúng ta vẫn còn thở, nhưng mà không thấy mờ nữa chúng ta là không thở. Thế còn bông để trước mũi phập phồng cái này, nếu mà không thấy cựa quậy gì cả, đúng không, thì là như vậy đấy, thì là không thở. Đó là những cái rất là tinh tế mà trong từ thời cổ đại người ta đã phát hiện ra rồi, chứ không phải là đến tận bây giờ, đúng không? Chẳng ai thủ một cái lông gà sau đấy dưa ra mũi bệnh nhân để xem có thở hay không thở cả. Bây giờ câu được chuyện đi xưa rồi. Thứ ba là bắt mạch. Cô đọc hay không? Bắt mạch gì? Nên bắt mạch cảnh, đúng không ạ? Tất nhiên bệnh nhân có CTO mạch cảnh, các bạn vừa mới học xong lớp can thiệp thì hơi khó, nhưng chúng ta nên bắt mạch cảnh hai bên xem là, chứ CTO hai mạch cảnh thì hơi ít, đúng không nhỉ? Bắt mạch cảnh và xem có mạch đập hay không. Trong những trường hợp mạch đập rất yếu hoặc là cái cổ người ta nó quá dày thì việc đó cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng cố gắng làm sao phát hiện được có đập hay không đập. Và nếu cả ba cái này là không thì xin nói luôn với các bạn là bệnh nhân ngừng tuần hoàn rồi. Và câu chuyện chốt lại ở đây là chúng ta phải làm
ba cái điều này trong vòng bao nhiêu lâu? 5 phút, 10 phút, 15 phút hay là 20 phút? 15 phút. 10 giây nhá, chúng ta phải làm được ba điều này trong vòng 10 giây để rút ngắn cái thời gian bệnh nhân bắt đầu được tiếp nhận cấp cứu ngừng tuần hoàn, chứ không phải là 10 phút, 15 phút nhá các bạn nhá. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể giúp được cho bệnh nhân thôi, để nhằm nâng cao cái hiệu quả của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn. Bởi vì nếu như chúng ta càng loằng ngoằng, càng tìm mọi cách đánh giá một cách đầy đủ xem là bệnh nhân này có triệu chứng ra sao vân vân và vân vân, thì đó chính là cái cách mà chúng ta đưa bệnh nhân đến gì ạ, đến chỗ khác nhanh hơn, đúng không ạ? Vậy thì nếu như bệnh nhân ngừng tim thì chúng ta phải làm gì? Bệnh nhân ngừng tuần hoàn rồi, ngừng tim rồi, chúng ta sẽ làm gì đây? Việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Việc đầu tiên là phải hô hoán lên, bệnh nhân ngừng tuần hoàn rồi, chứ không phải việc đầu tiên là chúng ta lao vào. Tất nhiên trong lúc chúng ta kêu lên, chân tay chúng ta vẫn hoạt động được và chúng ta vẫn phải đến để tiến hành ép tim cho bệnh nhân, đúng không ạ? Và gì ạ? Hà hơi thổi ngạt. Các bạn nhớ nhé, cái này chúng ta luôn luôn phải tiến hành song song, vừa kêu và vừa yêu cầu bệnh nhân tiếp cho bệnh nhân được làm sao cấp cứu ngừng tuần hoàn nhanh nhất. Vậy thì cái điểm nổi bật của cái guideline năm 2015 nó như thế nào để chúng ta hiểu rõ? Bởi vì ép tim ép thế nào, và bản thân tôi chỉ có C1, tôi là bác sĩ ở C1, thì tôi cũng đã được chứng kiến rất nhiều những cái cảnh cấp cứu ngừng tuần hoàn nó mang tính bi hài. Bởi vì là một ông bé tí, cao 1,5m, đứng cái giường cao gần mét, ép tim thì làm sao mà ép được, đúng không nhỉ? Ép như thế nào cho đúng, tần số bao nhiêu, biên độ thế nào, bao nhiêu lần thì thổi ngạt như thế nào, tư thế bệnh nhân ra làm sao, thì rõ ràng những cái đó là những cái mà chúng ta phải học để chúng ta có một cái tiêu chuẩn. Bởi vì nếu chúng ta cứ ở lao vào ép thôi, thì tôi cũng đã có những cái trải nghiệm rồi. Tôi năm thứ 3 đại học, tôi có đi trực cùng với một anh bạn tôi, to cao, đẹp trai, cao 1,70m, nặng 70 cân. Lần đầu tiên trực ở Việt Đức, bệnh nhân 80 tuổi, ngừng tuần hoàn, thể trạng suy kiệt, chắc khoảng 35 cho đến 36 cân. Vào ngừng tuần hoàn rồi, các cháu ơi, thế là lao ra với một tốc độ chóng mặt và hồ hởi lao đến ép tim, ép đến phịch một phát, rắc, nói, có luôn thêm một mảng sườn di động. Như vậy đây là một trường hợp cũng không phải là hiếm gặp, đúng không ạ? Và chúng ta phải ép như thế nào cho nó đúng. Đấy cũng là một cái mà chúng ta phải học. Cho nên tại sao tôi bảo là cái này chúng ta phải học ngay từ đầu, chứ không phải là bây giờ chúng ta đi đến giữa đường rồi bắt đầu dừng lại để học những cái ban đầu như này thì đôi khi là hơi quá với các bạn. Vậy thì cái guideline năm 2015 nó thay đổi toàn bộ một cái hệ thống, đó là phải xử lý bệnh nhân ngừng tuần hoàn theo một cái dây chuyền nhất định, chứ không phải là cứ đến cái gì thì làm cái đấy. Như vậy thứ nhất là có những cái đội chăm sóc, đội phản ứng nhanh, người ta đã thành lập những cái đội như vậy. Bởi vì cấp cứu ngừng tuần hoàn đây chúng ta gần như chỉ làm trong bệnh viện. Tôi hỏi các bạn ở đây, các bạn thấy một người ngừng tim ngoài đường, ngoài công viên, ngoài bến tàu, các bạn có dám cấp cứu ngừng tuần hoàn những bệnh nhân đấy hay không? Hãy để đây là một câu hỏi, tôi cũng chưa yêu cầu các bạn phải có câu trả lời bây giờ, đúng không? Hoặc là bệnh nhân bị tai nạn gì đó, người ta ngừng tim ở ngoài đường, các bạn liệu đã đủ khả năng để cấp cứu ngừng tuần hoàn bệnh nhân đấy ở ngoài bệnh viện hay chưa? Thì đấy là một cái điểm rất quan trọng mà tôi nói luôn các bạn là Singapore ấy, người ta hướng đến một cái mục tiêu là tất cả những người dân của họ đều có thể cấp cứu ngừng tuần hoàn được. Thì đó có lẽ là một cái nó hơi xa vời so với cả chúng ta. Thì người ta thành lập những cái đội phản ứng nhanh hoặc là những cái đội cấp cứu nội khoa đặc biệt để làm giảm, thứ nhất là làm giảm cái tỷ lệ xảy ra ngừng tim, và người ta có thể chăm sóc được bệnh nhân ngừng tim ngay sau khi phát hiện ra bệnh nhân, có nghĩa là càng sớm càng tốt. Và ở bên bên trong các cái khu chăm sóc đặc biệt thì người ta sẽ có những cái hệ thống cảnh báo, ví dụ monitor, hoặc là có những rất nhiều cái để thiết bị người ta có thể ghi nhận được cái event nó xảy ra lúc nào để người ta tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn thật sớm. Vậy thì đây là cái sự khác biệt giữa hai cái dây chuyền cấp cứu ngừng tuần hoàn, phía trên là ngừng tuần hoàn trong bệnh viện và phía dưới là ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. Thì chúng ta thấy ở trong bệnh viện thì bao giờ chúng ta có cái kính lúp, kia là cái gì nhỉ, là hệ thống để monitor, để theo dõi bệnh nhân, cảnh báo chúng ta xem là bệnh nhân có vấn đề gì hay không. Thứ hai là nhận biết và kích hoạt hệ thống khẩn cấp, người ta chỉ cần một cuộc điện thoại ở trung tâm, người ta có thể roaming cho cả một khoa biết rằng ở đơn vị này, giường này
có bệnh nhân ngừng tuần hoàn và nguồn lực người ta tập trung vào đấy để người ta cấp cứu ngừng tuần hoàn nhanh chóng nhất có thể. Và thứ ba là ngay lập tức khi mà ghi nhận như vậy là được ép tim, được khử dung nếu như mà trên điện tâm đồ người ta có điện tâm đồ phù hợp là nhanh thất, dung thất vân vân. Và sau đó sẽ ở trong bệnh viện và xử lý luôn cái vấn đề ngừng tuần hoàn, ECMO hay là hạ thân nhiệt hay là kiểm soát gì đó. Còn ở ngoài thì sao? Rõ ràng là ở ngoài, vậy chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có hệ thống nhận biết và phản ứng khẩn cấp. Các bạn biết là ở ở đây các bạn cũng đã đi du lịch rất nhiều rồi. Du lịch ở Việt Nam nhiều rồi đúng không ạ? Bến tàu, bến xe các bạn cũng đi nhiều rồi. Thế đã ai nhìn thấy cái máy sốc điện ở ngoài đường chưa? Chưa. Thì rõ ràng là đây là câu chuyện của chúng ta đúng không? Tôi đã đi ở bên Nhật một số năm rồi. Thì tôi thấy là tất cả những cái, ví dụ đây là một cái bến tàu. Bến tàu của họ thường rất là dài, đông chẳng hạn 200 đến 300 mét, người ta có một cái máy EED là cái máy phá rung, đảm bảo là nếu như bệnh nhân có ngừng tuần hoàn, người ta có thể tiến hành sốc điện tại chỗ và người dân người ta được đào tạo để có thể sốc điện được. Thì đó là sự khác biệt của hai nơi, hai nước khác nhau. Và thì thôi. Và chính những cái sự nâng cấp về cái hệ thống tiếp cận những bệnh nhân ngừng tuần hoàn nó đem lại một cái tỷ lệ sống còn rất cao đối với cả những bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Chúng ta thấy là ngày xưa, trước đây độ khoảng 20-25 năm thì cứ 10 bệnh nhân ngừng tuần hoàn may ra cứu sống được 2 người rưỡi. Thế nhưng bây giờ cái tỷ lệ sống sót ở những bệnh nhân ngừng tuần hoàn, thậm chí là sống sau 30 ngày nó lên đến trên 30%, và lên đến khi nhập viện thì lên đến 60%. Như vậy đó là gấp mấy lần so với ngày xưa rồi. Cứ 10 người cấp cứu tuần hoàn thì 6 ông còn sống được, duy trì được tim mạch, huyết áp và đến được bệnh viện. Thì nhờ đó cái khả năng cứu sống những bệnh nhân đó sẽ cao lên rất là nhiều. Và chính nhờ cái hệ thống này giúp cho cái tỷ lệ sống còn ở những bệnh nhân đó cao hơn. Thậm chí chúng ta sẽ có những cái thành lập các cái nhóm, ví dụ như là cấp cứu ngừng tuần hoàn theo tim. Một tim của họ ấy, thì nó không đơn giản chỉ là bác sĩ cấp cứu, có cả bác sĩ hồi sức, bác sĩ cấp cứu, bác sĩ tim mạch can thiệp luôn nữa, đều tham gia vào nhóm cấp cứu ngừng tuần hoàn. Và thậm chí cả bác sĩ ngoại tim mạch, để người ta có thể gì ạ, nếu như cần người ta có tiền hại mở mạch ECMO ngay tại bên ngoài, chứ không nhất thiết người ta có đã có hệ thống mobile ECMO rồi, tiến hành ECMO ngay, tim phổi nhân tạo ngay tại phía ngoài đường, chứ không phải là đợi vào bệnh viện đầy đủ chăn ga gối đệm thì chúng ta mới có thể làm được cái thủ thuật đó. Cái quan điểm thứ hai ở những cái guideline năm 2015 là gì? Là chú trọng vào ép tim. Ngày xưa, đúng không? Guideline trước kia, năm 2010 chúng ta biết là A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, đúng không? A là gì ạ? Airway. B, breathing. C, circulation. Thế như vậy rõ ràng ở đây là thay đổi. Chúng ta ở đây chú trọng ép tim, có nghĩa là circulation là cái đầu tiên. Làm sao phải duy trì được cái dòng máu tưới cho toàn bộ cơ thể, và đặc biệt là gì ạ? Là cho bản thân quả tim và cho cái não của chúng ta trước. Sau đó thì chúng ta tính đến các vấn đề khác sau. Vậy thì nên ép tim thế nào? Khuyến cáo là ép 100 cho đến 120 lần một phút. Thì bản thân trong vòng cái thời gian vừa rồi ở C1 thì chúng tôi thấy cũng có nhiều bạn rất khỏe, chỉ có suốt ngày đi học và đi tập thể hình thôi, thể hình rất tốt, ép tim rất nhanh, ép rất nhanh, thậm chí ép đến 200 lần một phút. Nhưng thực sự ép 200 lần một phút có tốt hay không? Ép nhiều thì tốt chứ đúng không? Tốt hay không chút nữa chúng ta sẽ biết. Vậy thì thứ hai là tại sao lại là 100 đến 120 lần? Và thứ hai nữa là cái biên độ của cái việc ép tim, có nghĩa là gì? Cái xương ức nó phải lún xuống một cái độ sâu là bao nhiêu cm, chứ không phải là ép từ xương ức đến cột sống thì nó nổ hết tất cả các thứ tạng trong trung thất. Thì nếu mà cao 1m70 nặng 70 cân như bạn tôi thì hoàn toàn có thể làm việc đó. Nhưng chúng ta thì không nên làm như vậy. Nếu mà chúng ta muốn cứu sống bệnh nhân, rõ ràng chúng ta 2 inch cho đến 2 inch rưỡi là con số hợp lý. Người ta sẽ ép từ 5 cho đến 6 cm. Và thứ ba là để cho cái ngực ấy, nó được nở hoàn toàn. Chúng ta ép xuống, khi chúng ta rút tay lại thì cái ngực nó phải được nở hoàn toàn, chứ không phải chúng ta vẫn duy trì một cái lực ép lên trên cái thành ngực của bệnh nhân. Và sau 30 lần ép tim thì chúng ta có thể bóp bóng 20 lần. Đây ạ,
đây chính là cái chúng ta phải biết là biên độ ép tim từ 2 cho đến 2,4 inch thì được coi là tiêu chuẩn. Sâu hơn thì sao mà nông hơn thì sao? Người ta thấy rằng nếu biên độ nông hơn nó không đem lại hiệu quả bằng khoảng 5 cm, nhưng mà nếu sâu hơn thì nó có thể đem lại những cái gì ạ? Những cái chấn thương, tuy là nó tất nhiên bằng sườn di động hay gãy xương sườn nó cũng không chết ngay đâu, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân sau này, nó sẽ đem lại những cái chấn thương cho bệnh nhân. Do đó cái việc chúng ta ép tim từ 5 cho đến 6 cm là hợp lý nhất, đem lại cái hiệu quả cao nhất. Và tần số ép của chúng ta là gì? Là 100 đến 120 lần. Vì sao? Bởi vì con người nào thì ai cũng mỏi thôi. Các bạn có thể ép 200 lần, đồng ý, cũng tốt. Nhưng mà thực sự ép 200 lần có tốt hay không thì người ta thấy như thế này. Nếu mà chúng ta ép trên 120 lần thì người ta thấy là cái nhát ép của chúng ta nó không còn đạt được cái biên độ là 5 cho đến 6 cm nữa, mà người ta sẽ gọi vào cái đó là những cái biên độ gì ạ? Không, gọi là không đủ. Ép tim có biên độ không đủ. Nếu như mà từ 100 đến 119 lần standard rồi đấy thì chúng ta chỉ đạt được khoảng 65% cái số lần ép của chúng ta đạt được đúng biên độ, có nghĩa là đạt hiệu quả, đấy gọi là nhát ép hiệu quả. Còn nếu mà tăng lên 120 cho 140 lần thì chúng ta chỉ còn 50% nhát ép hiệu quả thôi. Và tăng cho đến trên 140 lần thì chúng ta chỉ còn 30% nhát ép hiệu quả. Như vậy nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái hiệu quả tưới máu cho động mạch vành, tưới máu cho não, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng ép và nhìn trên monitor, hoặc là thậm chí tự ép tự đếm, chúng ta kiểm soát ở trong vòng từ 100 cho đến 120 lần để được kết quả tối ưu. Thứ hai là cái độ nở của cái lồng ngực. Chúng ta phải đảm bảo rằng là cái lồng ngực nó sẽ nở ra hoàn toàn sau mỗi lần ép. Để làm gì? Lồng ngực nở ra nó tạo ra một cái áp lực âm tương đối, giúp cho cái máu tĩnh mạch nó về, làm cho cái nhát ép lần sau nó có đủ máu để đem đi nuôi cơ thể. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là như vậy. Như vậy là đã đạt hiệu quả đối với cả lần ép tim rồi. Và có rất nhiều trường hợp các bạn ở đây trực C1 chủ yếu là nội trú, và chúng ta chưa học cái bài này, cho nên là chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn nếu như không được điều chỉnh thì chúng ta sẽ sai rất là nhiều. Quan điểm tiếp theo đó là chúng ta giảm thiểu tối thiểu cái thời gian gián đoạn khi ép tim, rút ngắn tối đa cái thời gian bệnh nhân bắt đầu được nhận cái nhát ép tim đầu tiên. Như vậy chúng ta sẽ đánh giá trong vòng 10 giây. Ai đánh giá bằng 2 giây mà chứng minh được bệnh nhân ngừng tuần hoàn thì tốt quá. Không nhất thiết phải cứ đủ 10 giây, đợi đủ 10 giây thì mới ép tim. Không nhất thiết, đúng không? Thấy 3 giây em đã thấy bệnh nhân ngừng tuần hoàn rồi, tuyệt vời, ép đi chứ còn gì nữa. Làm gì phải báo cáo, đúng không? Không nào mà loay hoay 20 giây, 30 giây mới biết được bệnh nhân ngừng tuần hoàn thì xin mời ra ngoài để người khác người ta làm. Tiếp theo là gì? Nếu như chúng ta làm sao để cho bệnh nhân được nhận cái lần ép tim hiệu quả cao nhất có thể, cao nhất của các bạn cũng chỉ 60% thôi, đây là nghiên cứu rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta cố gắng được 70-80-90% thì có lẽ là cái số bệnh nhân của chúng ta được cứu sống nó sẽ cao hơn. Đây là cái thời gian để chúng ta rút ngắn cái thời gian được nhận nhát ép đầu tiên, đó là chúng ta vừa kiểm tra mạch, vừa kiểm tra hơi thở, bắt mạch cảnh và dí tai vào chỗ khoang miệng cũng như là khoang mũi của bệnh nhân. Và đây là các cái thành phần thì tôi xin bỏ qua phần này, sẽ đi qua tiếp một cái quan điểm nữa. Đó là gì? Sốc điện luôn hay là ép tim trước? Chúng ta thấy một cái ngừng tuần hoàn, theo các bạn thì nên sốc điện luôn hay nên ép tim trước? Nào bạn nào theo phương án sốc điện luôn? Không ai. Thế bạn nào theo phương án ép tim trước? Mà đâu là 6-7-8, một nửa lớp, 3/4 lớp. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm voting. Rất cảm ơn. Có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu được cái ở Việt Nam chúng ta rồi, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà có được cái máy sốc điện ngay lập tức khi mà chúng ta nhìn thấy bệnh nhân ngừng tuần hoàn, đúng không ạ? Việc chuẩn bị nhỏ nhất cũng phải mất đến 30 giây cho đến 1 phút thì chúng ta mới có thể có được. 30 giây đến 1 phút mà rõ ràng quan điểm chúng ta vừa mới nói với nhau, chúng ta chỉ được phép khoảng trống 10 giây. Vậy thì trong trường hợp này với chúng ta,
chúng ta cần phải ưu tiên ép tim trước. Do vậy cái kỹ thuật ép tim là nền tảng cơ bản nhất để cấp cứu một tuần hoàn ở chỗ chúng ta bây giờ. Vậy chúng ta hãy học làm sao cho thật tốt cái kỹ thuật đó. Và cho đến khi bệnh nhân được lắp cái máy phá rung rồi, máy sốc điện rồi, chúng ta nếu như đấy là một cái nhịp, rối loạn nhịp phù hợp để sốc điện thì đề nghị chúng ta gì ạ? Sốc điện thôi. Xin giới thiệu các bạn tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, phó trưởng khoa cấp cứu A9 Bạch Mai ạ. Cảm ơn thầy Sơn đã đến ngày hôm nay. Em xin phép bởi vì bài của em nó bị lùi lại một tí. Thế thì các cái kỹ thuật thay thế ở chúng ta là một cái lần ép tim của chúng ta như vậy, chúng ta một người, một nhóm, một người ép tim và bóp bóng đúng không ạ? Một người ép tim tối đa tôi cho phép là 2 phút. Sau đó đề nghị thay người khác, bởi vì sau đó những lần ép của các bạn, những lần không hiệu quả của các bạn nó sẽ tăng lên hơn so với cả con số thống kê. Do đó chúng ta hãy nghỉ ngơi một tí và người khác vào thay. Nó đề nghị các bạn hãy chú ý cái điểm này. Thì đây là cái thiết bị ép tim thay thế cho người, thiết bị ép tim chạy bằng pin, còn chúng ta là thiết bị ép tim chạy bằng cơm, cho nên không thể nào mà chạy lâu được. Và đảm bảo là các bạn ép tim hiệu quả không bằng cái máy này. Cái máy này ép 100 phát như một, trừ khi nó hết pin thôi. Cho nên là cái máy này ép tim hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với cả chúng ta tự ép. Cho nên cái máy này là một cái rất là quý giá mà chúng tôi có ở C1. Đã ai dùng cái máy này chưa? Các bạn nên tập dùng và nên khuyên các cái lãnh đạo của các bạn ở các cái đơn vị các bạn làm việc nên mua cái máy này về. Và hiện tại chúng tôi đang sử dụng. Thiết bị thứ hai đó là thiết bị tưới máu xâm lấn, hay còn gọi là thiết bị ECMO. Thì cho đến bây giờ người ta đã phát triển đến, như tôi vừa trao đổi với các bạn, là người ta đã phát triển đến hệ ECMO ngay tại ngoại viện rồi, chứ không phải trong chúng ta. Và người ta được gọi là gì? Gọi là đỉnh cao của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Người ta gọi là CPR. Đỉnh cao của cấp cứu ngừng tuần hoàn là cấp cứu ngừng tuần hoàn kết hợp với cả ECMO. Thì có một số các nghiên cứu chỉ ra rằng là cái CPR này đem lại cái hiệu quả cứu sống bệnh nhân rất cao so với cả việc chúng ta chỉ ép tim không. Vậy thì ngoài sau khi chúng ta đã cấp cứu một tuần hoàn rồi thì chúng ta sẽ nâng cao ở những điểm nào? Chúng ta không chỉ đơn giản là hà hơi thổi ngạt và ép quả tim theo đúng kỹ thuật chúng ta vừa trao đổi với nhau, thì chúng ta phải dùng gì ạ? Epinephrine. Chúng ta phải dùng càng sớm càng tốt cho những bệnh nhân đó. Chúng ta hãy dùng từ 1 cho đến 3 phút và sau đó thời gian chúng ta sẽ dùng, cứ cách 2 phút chúng ta sẽ cho một ống cho bệnh nhân song song với quá trình chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn. Bởi vì sao? Bởi chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta cho adrenaline càng muộn thì bệnh nhân cấp cứu ngừng tuần hoàn sau đó sẽ tái lập tuần hoàn tự nhiên nó kém hơn rất nhiều so với bệnh nhân được dùng sớm. Và thứ hai là các cái biến chứng thần kinh muộn có thể xảy ra nhưng bệnh nhân được dùng ít. Và thứ hai là cái thiết bị đo oxy, nồng độ oxy cuối kỳ thở ra. Đây có lẽ là cái thiết bị mà chúng ta ít thấy, nhưng cái thiết bị này có thể giúp cho chúng ta biết xem là việc cấp cứu ngừng tuần hoàn chúng ta có đạt hiệu quả hay không. Và nó có thể giúp cho chúng ta xem là có nên ngừng cái việc cấp cứu ngừng tuần hoàn của bệnh nhân hay không. Thứ ba là lidocaine, một dạng thuốc để hỗ trợ cho chúng ta trong những trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nhịp thất nặng, đó là rung thất hoặc là nhịp nhanh thất vô mạch. Trong trường hợp này người ta sẽ thấy là nếu như sử dụng lidocaine ở những bệnh nhân sau khi mà hồi phục được thì nó làm giảm cái tỷ lệ tái phát ở những cái bệnh nhân đó. Thế tuy nhiên về lợi ích lâu dài thì cũng không đem lại nhiều cái lợi ích sống còn cho bệnh nhân. Và chạy beta giao cảm, đối với những bệnh nhân mà có ngừng tim do rung thất hoặc là do nhịp nhanh thất vô mạch thì cái việc sử dụng chạy beta giao cảm nó có thể đem lại cái hiệu quả nhất định. Nhưng nếu những bệnh nhân đó có suy tim nặng hoặc là có rối loạn huyết động thì chạy beta giao cảm nếu chúng ta không cân nhắc, chúng ta dùng một cách gọi là đều đặn mù quáng thì chúng ta hoàn toàn có thể làm nặng cái tình trạng rối loạn huyết động và nặng tình trạng suy tim của bệnh nhân. Và khi đó thì cái cơ hội bệnh nhân cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công sẽ cực kỳ thấp. Mà nếu ai đã từng có những trải nghiệm dùng chạy beta giao cảm ở những bệnh nhân suy tim cấp thì chúng ta biết là cái việc có được huyết áp tốt ở những bệnh nhân này cực kỳ khó nếu mà chúng ta dùng chạy beta giao cảm quá sớm. Và tiếp theo là chúng ta cần, cái này là cái rất cần khi mà chúng ta đánh giá những cái biến chứng về thần kinh muộn ở những bệnh nhân cấp cứu ngừng tuần hoàn sau 72 giờ thì chúng ta xem là bệnh nhân có những cái biến chứng như vậy hay không. Và nếu có thì chúng ta hoàn toàn có thể cái công tác này nó sẽ phục vụ cho công việc là chúng ta hiến tạng cho bệnh nhân hoặc là ghép tạng
cho những bệnh nhân này. Ở nước ngoài cái này được khá phát triển, nhưng mà ở cho chúng ta thì bây giờ cũng dần dần mọi người cũng đã quan tâm đến vấn đề đó rồi. Vậy thì sau khi ngừng tuần hoàn thì chúng ta sau khi cấp cứu được có mạch, trên điện tâm đồ chúng ta có hình ảnh thay đổi trên điện tâm đồ, chẳng hạn ST chênh lên, có thể là không ST chênh lên nhưng mà trên điện tâm đồ có nghi ngờ tổn thương mạch vành, thì chúng ta bắt buộc phải chụp mạch vành cho bệnh nhân. Và trong nghiên cứu của một bạn nội trú của chúng tôi năm vừa rồi, thì ông thấy là sau cấp cứu ngừng tuần hoàn này chụp mạch vành lên có đến 70% bệnh nhân có tổn thương mạch vành. Thì đây là một trong những cái chỉ định khá là rõ ràng của bệnh nhân ngừng tuần hoàn, cho người ta gần như chụp mạch vành của toàn bộ những bệnh nhân đó.